Nè nè, ở trong hang nè, ở trong hang có chỗ ngồi luôn. Có nè, có chỗ ngồi rồi hả? Ngồi xuống đây đi cho biết không, có cái bàn ngồi ngồi vừa luôn. Cái này đây hả? Ừ. Thấy chưa, chắc chưa thấy đâu không? Chưa. Ừ, sao nó cứ ngắt như đá hả? Ừ, cứng mà nó lại đâm bông, chỗ bông kìa. Chỗ bông, chỗ gì kìa, chỗ trái kìa. Cái này bông đá hả? Kinh lạ lắm á. Ừ. Trái trên nè. Ê, coi nó có độc không nè. Sợ là nó có độc. Nhai mũi rồi. Ê, sao mà nó cứ ngắt hả? Ừ. Lên luôn rồi. Sao á? Còn dính chút xíu. Lấy luôn hả? Coi thử coi. Trời ơi, nhân sâm quý vậy không? Coi nó là của một cái cây gì nó mọc ra. Nè, cái rễ nè, còn dính rễ nè. Ừ. Ôi, cái rễ nó cứng dữ à. Ờ, cái trong cái thân cây nè. Thân cây nó đúng không? Ừ. Nè, cái cây nè, cái dây nè. Nó thôi chứ. Nó còn nữa. Ôi dồi. Củ này củ gì trời? Nó có ta lên cái thân nó mọc ra cái trái đó. Lạ kinh khủng luôn á. Mà nó cứng ngắt. Còn nó có độc không nha, thì đừng, nó có độc nha. Không đâu, cái này giống cái giái của trái mít quá. Ờ, giống hình giái trái mít. Ừ, giái trái mít. Nhưng mà không phải trái mít. Ừ. Rồi để lại đi. Quý không? Ai biết. Mình không biết cây thuốc nam nhiều cho nên mình không có biết được nó. Ừ. Nhân xong không? Đâu rồi. Để đây đi, cho nó sống đi. Thì sau này có ai biết cái cây đó thì mình lên mình kiếm. Chà, lên đây kiếm mà khó. Hôm nay đi. Không có gì trống hết. Đi qua đây ha. Ui trời. Ý quan đó là không có đường đi rồi. Không. Bên đây là mũi thuyền bên đây hả? Phải, nó mình nhìn thấy trống trống á, mình nhìn thấy mũi thuyền dễ đi ha. Còn này bích chịch trơn không thấy đường. Ừ. Anh em đi không có đem cây méo mà đi chen chen đi thí hả? À. Ở trên này củi hơi biết nhiều cho nên người ta lên để chặt củi, đem xuống chụm. Không có duyên, đâu phải dễ gặp ổng đâu. Nguyên cái bụi gừng gió. Qua đó có tầm dông đâu này kia kìa, chuối xoài nữa kìa. Qua bên đây có đường, bên kia có đường đi hả Tăng? Có. Giờ đi xuống đường này ha, đường này. Đi đường trên này đi. Cái ly nước treo ngày gắn cho cái lưng quần nó kiểu sọt sọt.
Đâu? Đó, trước mặt mình có mấy cây chỉ vậy. Xanh lè, xanh lét đó. Ở đâu? Đó đó. Cái này hả? Cây dưới đất đó. Ở dưới đó đó hả? Ồ. Giống như cây ba cây cỏ nai đó hả? Cỏ nai. Ừ. Mà không phải. Cái này cây cỏ rừng. Cỏ dại. Cây gạt nai á. Giống cây gạt nai mà không phải. Mấy cây này thường thường nó mọc theo mấy bờ suối. Con đứa cảnh thấp không sao? Trời, nó dướng gì vậy? Ồ, qua bên kia nó có gốc xoài. Giờ đi đường nào đây? Giờ đi đường trên này nè, đừng có mấy cái cây này, mình dịnh nè. Quên đây thấy trống vậy đó cả nhà. Nãy giờ đi cái con đường đi nó khó. Này qua khỏi dòng suối luôn rồi hả Tăng? Chỗ cái giếng ở trên mất tiêu không thấy ha. Hút cái giếng rồi hả? Ồ, gần tới mũi thiền luôn rồi. Thấy rồi đó. Cây xài hết thế to luôn à. Sáng đi tính đem bới bọc cơm trắng đem theo ăn với muối tiêu. Mà đi quên tuốt. Không có đói mà ta em lên rừng ăn cơm ngon lắm. Lỡ đói. Ôi ôi, mới nhìn cái ông này, ông đưa cái đầu cái dàn dàn hực giật mình. Ý chỗ này hồi trước này có ai ở đây hay gì Tăng ơi? Có, chỗ này là cái trời của cái bà cụ mà bắt đất đó. Kìa, muối thiện kìa. Vậy hả? Bán đất cho cái người sau này. Ờ. Cái người em nói mới sống đó. Ừ. Mình đi đây là mình không lên đường đâu nha. Nè, đi lên đường này nè. Hả? Đường này nè. Đường đó đường đi và càng gần chứ còn đường thường thường lúc trước mình đi là đi đường bên này. Không, đi lên Nghi An chỗ Mũi Thiền lên được. Bất kỳ... Bởi vì chỗ này anh có xuống rồi nè. Có chỗ đó. Nó bằng ừ, anh xuống tới chỗ này nè. Ừ. Nè lên cưng lên chỗ cái sàn là tới rồi. Đúng rồi. Không? Ừ. Lên dễ lắm. Đi lên tắt đường này cũng được nè. Khi đó anh đi vô đây có mình một à. Cái anh xuống dưới chỗ này nè. Anh quay. Mà đâu có biết đường đi xuống dưới này đâu. Mình ra không có đi. Giờ hồi ở trên này gắn không may nhóc hết trơn mà giờ mình đi không gặp. Ủa, ừ. Có cái đình nóng này nè. Ngồi nghỉ mệt chút đi, uống nước đi. Mình lên mũi thiền mình đốt hương cái bây giờ mình đã xuống mình đi cả nhà. Đi xuống. Lên quay mũi thiền cho cả nhà xem luôn nha. Mũi thiền ở núi Dại Nằm Giếng. Ơi. Cái gì? Cái hang con Hồng Quân cho. Hang con Hồng Quân hả? Ừ, cái hang ông tư kể cho mình nghe ngày trước á. Cái hang Hồng Quân hả? Ừ, con Hồng Quân cái hang Hồng Quân con Hồng Hoàng. Đâu? Đó. Hang Hồng Quân đó hả? Ừ. Ý sao nó đóng gì nhá nhện nhá tư à? Ừ, nó tại vì nó thuộc cái họ nhện mà. Vậy hả? Ừ, cái hang nó trong nó có trong đó nha. Nó có cắn mình không? Cắn chứ, cắn có độc mà, tôi nó cắn có độc mà. Vậy hả? Ừ.
đó, con này bự lắm á, con này cái hang con lắm luôn á. Gì sao? Ê, đừng có cái con đừng chạy lên thắng rồi. Bự con đừng nhảy nữa. Ồ, cái hang. Thôi, thấy gì giữ ăn chưa? Kêu là Hồng Quân. Gì hả, con hang con Hồng Quân đó. Ừ. Bây giờ sao trên núi nó còn được một hai hang? Ngon quá ta. Không có. Mới biết luôn á. Vậy hả? Ừ. Con này bự lắm luôn á trời. Lần đầu tiên gặp cái hang con này bự lắm. Như hả? Rồi đi lên. Mới biết cái hang con Hồng Quân luôn. Rồi. Nó càng sao? Vậy hả, nó giống con nhện nhện luôn. Ồ. Rồi lên tới mũi thiền rồi cả nhà ơi. Tới cái chân này. Chân mũi thiền. Ừ. Ui. Cái dốc. Đi lên cái dốc phê luôn. Ơi. Cái này là mình mới tới cái chân của chiếc thuyền thôi. Nè. Cái chân của chiếc thuyền thôi cả nhà. Đó. Đây nghe những vị đồng đạo nó nói hơi linh thiêng lắm. À, mũi thiền nữa cả nhà. Rồi chút xíu mình với Quỳnh Tân đi lên trên trên chiếc thiền cho cả nhà quay cả nhà xem luôn. Hai ba bụi thơm luôn. Rồi trái gì? Cái gì? Cái gì dưới giò cân? Thanh long. Cây trứng cá hơi với cao. Cái gì? Chưa giống trứng cá gì à? Gì à? Mày nhìn tưởng cây trứng cá mà. Nhìn nó giống trứng cá lắm. Ừ. Ồ, bên đó đá không hà Tâm? Đá không à? Mà phải bên đó là dọn ra đẹp lắm đó Tâm. Rồi mình lên trên đi. Không biết. Giống cây sam ha. Ừ. Sam đất á. Ừ. Sam đất. Hái cho dế ăn. Làm gì lòng lên tay thì nhiễm được cái không khí trong lòng của rừng núi. Mình ở đây phải tâm ở đây là không khí trong lành của trời đất. Đây tới mũi thuyền. Ý hôm nay có thờ tượng mà Diêu Trì Địa Mẫu. Bữa nay có cái tượng Diêu Trì Địa Mẫu đây nữa Tân. Nè. Nè. Cái đó đâu có đâu, bây giờ có nè. Ai đem đến đây để thờ nè. Hồi đó đâu có. Ở trong. Cưng nhìn cái hòn đá này giống cái con gì? Giống con dắt, con đĩa gì. Còn cái hòn đá bự này nè. Cái mặt ngó vô nè. Này cái đầu nè. Thấy không? Cái mặt nghênh vô nè. Nghênh vô dòng dí chứ không phải dòng phá. Giống nhân lăng vậy đó. Hồi xưa nhớ lương hương nó bị tháo xuống rồi. Này cái chỗ mình đi lên chỗ đó kìa Tân. Nó chỗ cái chòi của. Cái chòi chỗ bà già đó.
hương cái đi. Thắp hương cái đi là mình leo lên trên. Lên trên. Đây. Lên trên rồi đó cả nhà. À, đây là núi Trà Sư. Dài qua bên đây là núi này núi Cậu. Đây là núi Cậu, trên đỉnh núi Cậu có cái miếu bà Cố Hỷ. Bà chủ xứ. Dài qua đó thì Hồ Cường. Đây, đây là cái vị trí mà nãy anh em đi từ ở dưới đó đấy, đi băng đường rừng vọt lên ha. Ừ, chỗ này gửi trong này nữa nè, nè ở trong hang nè, trong hang có chỗ ngồi luôn. Có nè, có chỗ ngồi rồi à. Nè xuống đây đi cho biết à, không có cái bàn ngồi, ngồi vừa luôn. Ủa? Chàng ơi, của mình mà mình đi chưa chào chứ chứ mới luôn. Có ngồi tổ thiền luôn á. Có chỗ ngồi im không? Không, đúng là thiên nhiên tạo hóa sắp đặt sao mà đúng là lạ thường thiệt. Ngồi đang tịnh, đang thiền trong đó đó. Có khi là ngày xưa có người chị ở đây không? Chắc chị quá, hồi xưa chắc có người ở đây. Có một người, số người ở đây đúng á. Tại vì mình sau này mình không biết đâu. Dân hậu bối thì chỉ biết quay đi, không biết cái đó kìa, có đó, không? Ừ, ở dưới đó lán lít luôn kìa. Ừ. Ôi trời, chỗ đó ngồi thiền được luôn á nào. Đúng rồi, chỗ đó là ngồi ngủ luôn á. Quá trời nè. Ồ, cái con tròn, con sóc gì nó ra đây, nó tiêu đây nè. À, cái đó là cái con tròn của mẹ kia rồi, nó tròn đó. Rồi đó. Ừ. Đây có cái hòn đá này đó kìa, đẹp quá kìa. Đó anh, em nói anh là cái hòn đá đó, cái hòn đá bên đó đó là cái chỗ Như cây súng vậy ha. Cây súng đưa cái hòn về chỉ về bên Cam đó. Chỉ về bên Campuchia. Hồi đó mày không cây súng đó bắn bên bot. Cái đó là nó có trong cái lịch sử ông bà người ta kể. Ngộ hay giống cái con gì quá tân ơi. Đi sao quay thấy không nè. Nó chối nắng quá nè, mình nhìn màn hình hết thấy luôn. Đây đây hòn đá nè. Nó hòn đá đó cả nhà. Nè nè nè, hòn đá nè. À, đây thấy rõ nè. Ở trên đó nó có những cái cây gì á. Ừ, có cái dây bò lên. À, cái dây gì á. Rồi phía sau lưng nó có cục đá nhỏ nhỏ đó. Tại vì ngày xưa là nó nói đó là cái súng. Cái súng hả? Ờ, cái súng trên đó nó có cái giống như là cái khe ngắm quá. Ở trên nó có cái đồ ống ngắm. Rồi bây giờ nó quá đá luôn. Mà công nhận ở trước ở dưới nó đâu có chân đâu ha. Cái họng ở trước đâu có chân đâu. Nó họng hả? Không phải chỗ đó là gần quay được im ha. Rừng không sao đi nha. Không đi qua đó được. Xa trong kia là cái nhà thấy là núi núi Cậu. Ở trên kia còn nước ngập linh láng trên. Còn cái núi xa xa mà bờ bên kia sông những cái dòng nước là nước của dòng nước của Campuchia. Bên đây kia là Campuchia rồi. Đường bên đây là đường tỉnh biên lên nè ha. Ờ, đúng rồi, cái đó là đường tỉnh biên. Ừ. Sớm nhà nó vô tỉnh biên. Ừ. Bên đây là núi Phú Cường. Cái núi nhỏ nhỏ lùng lùng đó là núi Nhọn đó. Núi Nhọn, núi Cậu. Còn phía dưới thấp ở dưới chỗ ở đây này không thấy là núi Đá Dựng. Ừ, núi đất. Núi đất chỗ nào đó ta? Đó, xéo xéo đó là. Xéo chỗ gặp nhà đó đi ra đường núi đất. Đó là cục đó. Núi đất mấy trên này đi ha. Không, xéo qua đó, xéo chỗ gặp nhà đó. Nhà này ha. Ừ. Giờ này mình xuống núi cả nhà. Hôm nay mình đi đường phía bên kia, bây giờ này mình đi đường phía bên đây xuống.
đi đường mới, mới nãy đi đường bên kia. Ui da, ui da. Đi lên mấy cái cây chuối như thế nó trơn. Đi hết đường đi rồi Tăng. Tắt ngang qua ô đi qua bển hả? Ừ, tắt ngang qua ô đi xuống đường cũ rồi. À đúng rồi. Thì đường cũ mình lên bên bển nhìn thấy rồi đó. Ồ cái ô dưới sâu ghê vậy. Bên đây trên đây hả? Ừ, trên đó. Đi trước đi. Gành đường đi trước đi. Có cái hồ nước. Ồ, ồ đúng rồi có đường mòn này ha. Đường mòn xuống hồ này. Đó nước cũng mút rồi. Phật. Ồ, đúng. Thấy không? Gì à? Đó, như cái bao. Cái gì à? Bao cái da không à. Cái gì? Ờ, trứng. Cái bao trứng á. Trứng gì? Cái vỏ trứng á. Ai biết vỏ trứng gì con gì á, trứng gắn rồi. Ừ không hiếp luôn tại. Ừ vỏ trứng gắn. Ủa bự dữ hả? Ừ. Nè nè đây nhóc chân nè Tân. Vỏ trứng hay cái bao? Ai biết. Nè nè lấy cái miếng. Cái da cái dãy gì con. Lấy cái miếng bự lên coi cái gì vậy. Cái da rắn này sao không? Không phải cái này vỏ trứng. Vỏ trứng hả? Ừ. 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 Ờ vỏ. Ý có gì kìa. Giống cái da không nè cho nè. Ừ. Cái gì á? Ngoài giống cái da rắn á. Ừ. Thử lắm à. Rồi còn ra. Nè cái hồ nước đây nè Tân. Ừ. Cái còn lột cái khúc nào bự không? Mấy cái da rắn hổ mây sao mà khó gặp mấy khó gặp quá hả Tân? Đúng rồi. Chứ đúng đi ra là mấy ông mỗi năm mỗi lột phải không? Biết như biết rắn hổ mây mà em gặp được có cái da núi đầu ôm đó con cái đó một đó. Ừ. Chứ đâu có vậy quay mà gặp hoài được. Nó ổng lột nó ổng giấu da hết. Giấu da hết trơn. Không cho ai thấy da luôn, chứ đừng nó thấy mấy ổng. Tại vì bự quá thì ra giấu. Ừ. Đừng cho người ta đừng sợ á. Ừ. Bây giờ mình xuống cái nào ơi. Rồi mình xuống. Ờ, cái đường gì mà hồi xưa đi lên đi xuống hàng ngày luôn đó hả Đăng? Đúng rồi, đường đi lên xuống hàng ngày. Hồi đó nó... Hồi đó dễ đi hơn ha. Dễ đi hơn, cuối có cái đường đi. Ừ. Cái đường kho, cái hẳn này bị vẫn có từ xưa giờ. Ừ. Hình như là chỗ này hồi xưa có mấy con tròn nó trốn nè. Tròn hả? Ừ, nhớ là có mấy con tròn tươi đang trốn. Ừ. Trốn rồi ở nhà bắt. Rồi đi tới chỗ đầu tiên mình lên rồi cả nhà ơi. Chỗ bãi đất trống nữa nè. Đời bây giờ được như hồi xưa quay đã ha phải Tăng. Đúng rồi. Tại vì hồi đó lên xuống thì mấy ông bà rồi nhắc mình đi quay nó xuống. Ừ. Hồi xưa đó chưa có gì leo đá rồi còn mình thấy còn trống lỏng à. Ừ. Đẹp lắm. Chỗ này đó là em gặp này, gặp này, cái đường lên này. Gặp ngay đây hả Tân? Đúng rồi, gặp từ dưới chỗ mình thấy cái trống nó phóng ra cục lùm bên đó nó tiêu. Ồ. Bắp giò mình á, nó nhỏ luôn nè. Vậy mà không chịu phóng theo nắm cái đùi. Càng người đó có ba ổn nè, đứng tìm hết trơn. Đứng tìm chứ. Đứng tìm chứ. Đứng tìm chứ. Hình tròn đây đây chứ. Ờ, tròn đây nè, có phóng một lần hồi trước của em mình chống rồi, hồi trước đây lùm nhiều đó. Ừ. Phóng qua lên mất tiêu. Ờ, nó chạy theo nó nắm cái đuôi. Ờ, nắm cái đuôi một cái giờ nó hết quay luôn. Ẩm về. Đó hồi ghê đó, hồi đó gắn gặp rồi, cũng lớn rồi, không có gặp cũng nhỏ rồi. Ồ, có cái đường đi nữa nè Tân. Ý cái xe chạy lên tới đây luôn hả Tân? Đi đường nào xuống hay đi đường bãi? Đi đường nào cũng được. Đi đường nào đi khám phá đường mới đi. Ừ. Đi đường mới đi.
em đi lên là sao? Đường này đi được luôn đây hả? Này đi đất em á, này đất em á. À. Cô này đất em luôn nè. Vậy hả? Ừ. Dạ em bịch lên chở luôn đó. Ừ. Đường này có người dùng lên chứ không có, chắc mấy ông kiếm thuốc nam đi lên. Đúng rồi. Chắc kiếm thuốc nam là đi. Ồ, cái đường trống lỏng nè. Này dấu chặt thuốc nè. Hồi nãy mình chạy xe vô tới đây luôn nè, đọc đây. Ừ, chạy xe vô đây cái mình lội lên chút xíu rồi thấy. Mà nó hơi nguy hiểm. Sợ mất xe hả? Ai đâu để vô đây đâu mà lấy xe không ơi. Ai chặt cây nè. Giấc này gần 4 giờ chiều rồi mà hai anh em còn ở trên núi. Rừng không, nguyên đất này là của cưng đây hả? Ừ. Còn cái vị trí mà bên kia là có một cái cảng đá bay từ trên đỉnh núi bay xuống. Vậy hả? Rồi vô được không? Không có cái cây nào mà ngã một cây nào, không có một cái dấu nào hết trơn. Mà đi vô chỗ hòn đá đó được không? Đi được, không biết có chui được không, ra gì đó. Với ai hả? Ừ. Lại trên núi bay xuống nằm đó luôn. Trên núi bay xuống nằm tại vị trí đó kia. Ôi, ngộ hả? Cái kêu là bởi vì sau này gia đình lập cái chỗ thờ, lập cái thờ kêu là hòn đá bay. Ừ. Rồi cho hiện giờ có thờ rồi hả? Có thờ mà bây giờ do về nhà rồi lâu quá không có thắp hương nữa. Ừ. Nhưng mà chỗ đó là thờ, ngày xưa là thờ. Ừ. Vì là mấy ổng ở trên xuống rồi mấy ổng ngự ngay đó luôn. Ờ đúng rồi. Ừ. Thấy bay xuống đó ở vị trí đó mà không hư hao cây cối gì của mình hết, cho nên gia đình mới tin tưởng mới lập nữa cái thờ chỗ đó. Mấy ổng ngự ngay đó luôn rồi, mấy ổng tu đó luôn rồi. Nói chung là đi những cái núi đó, mình nếu mà chỉ có những người chứng kiến họ mới tin, cộng dụng như mình nói thì tôi bác có, nếu mà ai mà đã hiểu thì họ sẽ tin. Ừ. Họ không hiểu thì đôi khi họ không có tin đâu. Nên nằm bên đạo thì ta tin liền. Ừ. Ý chỗ này hồi xưa làm giấy hả Tăng? Trồng mì với trồng sắn. Hèn chi có dòng nè. Ừ. Đó cô này là trồng hết. Trồng cây ăn trái. Ừ, bây giờ có bỏ quang cỏ lên nè. Ừ. Có bông. Đây là đất này, đất vườn, đất nhà. Cây thuốc lốt này cũng ở trong đất luôn nè hả? Đúng. Ồ, lâu lắm bộ không có leo cái gì, cái cây cây xào cột leo lên hư trơn. Cây này lâu quá không leo. Ồ. Cái chòi hồi đó cắt ở đây. Đúng rồi, ở đây xưa giờ đó còn cái cối giả. Ờ cối giả. Giả chuối, giả chuối. Giả chuối. Chuối. Vậy hả? Ừ. Cái cối bằng đá luôn hả chị? Đúng rồi, cối bằng xi măng á. Xi măng hả? Trời. Ờ hồi xưa nó giả chuối đồ này kia, giả gạo đồ cũng bằng cối giống gì nè ha. Ừ, cối đó. Mấy chục năm rồi đó. Ờ. Từ hồi cái đợt mà dịch cúng gà đầu tiên tới giờ. Ừ. Cũng là có trước đợt dịch cúng gà. Giờ ginh gì nổi. Giờ ginh gì nổi hả? Nó là cổ lão rồi. Cổ rồi. Hàng cổ. Đi đường đây thế nào? Đi nào? Đường đó xuống nó không được. Đường nào? Đường đó có hàng rào gì nên nghe. Vậy hả? Xuống cái hầm mà nắng. Ừ, ừ. Ờ đất tăng vậy mà còn nhiều ghê ta. Đi múc trên tới mua thuyền chắc hả? Bởi vì quá nhiều mấy chục công luôn. Đi. Đường mòn không có đường mòn nữa. Ừ. Thôi đi 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 theo đường mòn đi. Đi đường bên kia, đi đường bên kia. Còn quay đi năm thì có ông chú này đó nè. Có mày á. Ông xuống ông bò 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 quay dính luôn ha. Ờ
Ê, cái này có chanh không nè Tăng? Có chanh hả? Ừ, có chanh á, rễ chanh làm thuốc á, nguyên đám luôn. Bên đây thì có bông, bên đây không có, có chanh, có xỉu. Đế xảy mới rút. Nghe mình đi xà xà là rút đi. Rút nó có rút mà rút biết con nó lò nữa còn cái tiếng nó đi biết. Ừ. Rút luôn đó là. Ô này làm cũng có nó nè. Ừ. Ô mà lúc trước mấy anh em đi á là gặp nhưng mà gặp không có bự. Ừ. Chở mà cầm giò thôi. Ở dưới lóc lóc bò lên. Hồ này này. Ừ, ô này. Nên đó là những cái gì? Ôi. Con nói thiệt chứ con có nói đùa đâu mà giỡn con hoài ta. Đăng bên này đi. Bị té, bị chợt hoài. Vị trí đó là gặp có thịt không á. Ờ, nguyên cái ô này đi xuống luôn. Tại vì mấy ống thường xuất hiện là những cái máy ô là nhiều. Bị mấy ống xuống uống nước á. Uống nước. Ừ. Nói ra thì nếu mà cái cô bác nào mà ta thường gặp á, người ta sẽ biết mình phải nói thật. Ừ. Người ta biết là người ta gặp thiếu gì nhưng mà tại nó không có quay phim ra được. Ơi, trứng con gì mà nằm trong kìa. Trứng hả? À, trứng tươi một cầm bự khủng khiếp luôn kìa, nhiều ghê luôn. Ừ. Ôi, y ăn trứng rắn hả? Mà ngón vô cái kìa. Từ từ. Trứng hay nấm? Nấm rồi. Hả? Nấm. Nấm gì? Nấm gì đâu á? Mà sao nhóc hết trơn á Tăng ơi? Trái ơi. Cái trái của cây gì nó lự hết trơn hàng trăm luôn á. Nhiều dữ lắm. Nguyên bậy chấm luôn. Sao giống trứng quá. Nó nằm ở trên cây á. Có cây nó nằm ở dưới đất á thì mình thấy nó ở dưới đất, còn có trái nó nằm hỏng trên. Tưởng trứng không chứ. Thấy giống trứng thiệt chứ. Ừ. Còn nó trắng. Rồi tới cái nhà hôm này luôn à. Rồi xong rồi. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu cả nhà thấy hãy like, chia sẻ, đăng ký một kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều. Hôm nay hai anh em đi khám phá tìm hang mây mà tìm được. Ừ. Ủa con nhện này thấy ghê vậy. Thấy cái đít là biết nó có độc. Mình tìm hang mây mà tìm không được luôn. Đi lên núi thiền. Lâu quá, vị trí nó lâu quá. Bị lấp rồi, cái hang nó bị lấp rồi. Tại vì nó nằm cặp mấy ô mà thời gian nó 5 tháng thì mình phải chịu. Ừ.